Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay mình lại tiếp tục với series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Và ở tập trước thì mình đang dự định bắt cái con Titan đó các bạn, nhưng mà không có đủ 10 tổ á, cho nên là mình đã phải làm rất là nhiều mấy cái lệnh nung ở phía bên đây nè. Đó, trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng AFK thêm cho nó nấu. Thì hôm nay á, cái máy nghiền của mình á, nó còn thiếu xi măng với thiếu dầu với thiếu polymer, coi như là 800 xi măng rồi. Mình sẽ cho nó chế tạo ở phía bên đây luôn nè, cho đủ 800 cái luôn ha, 800 cái luôn đó, cho nó chế tạo. Và mình còn thiếu thêm polymer với dầu nữa, vậy chắc phải đi farm thêm polymer trước đi ha. Dầu thì bên sa mạc đó. Trong thời gian giữa hai tập á thì mình cũng đi đào crypto ở bên đó các bạn, sẵn mình tìm cái mỏ luôn nhưng mà không có, cho nên là mình phải chắc là lát nữa phải qua bên Thu Tuyết ha. Thường thường bên Thu Tuyết cũng hay có mấy cái mỏ dầu lắm, bên sa mạc này chỉ có crypto với obsidian thôi à. Ôi, bọn ngựa đánh lộn lẫn nhau luôn hay gì á. Dạ, căng dữ vậy. Mình sẽ lấy con badass của mình ra. Mình sẽ luyện cấp cho badass Dodo này luôn của mình luôn, để sau này mình tiến quá. Và có mấy con cành cành ăn xác. Vô mình xử mấy con cành cành trước đi. Giết mấy con cành cành hết xung quanh đây. Mấy con kiến cổ đại đồ thì mình cũng sẽ xử nó luôn. Có mấy cái xác chết sẵn luôn nữa nè. Xung quanh đây thì có mấy con kiến được ta. Mình sẽ xử mấy con kiến trước đã. Xuống mình lấy cái rìu mình farm cho nó nhai nhiều hơn các bạn. Đây, mấy cái rìu này mình farm. Đó, 300 mấy cái liền. Có túi đồ nữa hả? Lụm luôn. Nghề chính của mình trong cái series lần này là đi lụm ve chai á. Đánh quái, săn đồ để chế tạo máy nghiền ra. Sắp sửa có máy nghiền rồi, mình sẽ trở nên giàu có thôi. Đằng đây thì mình sẽ đi. Đó, còn mấy cái túi đồ nữa nè. Không thể nào bỏ qua được. Giết hết. Cành cành ở bên đây thì rất là nhiều. Ủa, con cành cành badass 460. Chà, cũng được ghê chứ. Ai da, từ đầu series tới tận bây giờ mình vẫn còn sử dụng con chuồn chuồn cùi á. Con đó thì 200 con chuồn chuồn chắc được á. Con này hãy ba đáp chắc là cũng có cơ chế tiến quá nè. Đây thì kiến nhiều quá vậy nè. Con này chắc phải có súng lưới ăn tới mới lại, sau đó sử dụng với con terabot độc của mình cắn á. Chứ turbo nó cũng hơi nhiều. Nó tặng 400.000 turbo luôn mà. Cái dí mình hay gì vậy? Con nó bị sao á? Nó cứ lưỡi cái đầu xuống đất á. Và mình sẽ qua phía bên đây, vào qua phía bên đây để mình lụm cái túi đồ của nó một cái. Ờ, cái găng tay hả? Lụm luôn. Để mình bỏ đồ trong này một cái thử xem coi. Thiếu gì nữa không? Đúng rồi, thiếu dầu, xi măng sắp đủ rồi kìa. Dầu nữa thôi. Dầu 300 mấy. Bên sa mạc thì không có, cho nên bây giờ phải làm một chuyến sẵn mình sẽ khám phá luôn cái Thu Tuyết thử xem nha. Mấy đại ca gì đó sử dụng chiều ghê gớm lắm. Đánh tùm lum tùm la hết à. Ui, con rồng à. Gigan đó kìa. Gigan Lightning à, 20 hả? Wow. Rồng Uniwe mà dòng rồng này rồng ánh sáng. Ui, bên đây có một con gì nữa nè. À, mấy con quái nữa ha. Quái thú. Ồ. Có 4.000 tôi à 4.000. Ui, nó bắn kìa. Có 4.000 máu thôi. Nó mà hơi cùi á. Chỗ đang chiến đấu cho Gigan luôn hả? Thôi mình sẽ tập trung ở trên này để ăn. Trên này có mấy cái này nè, đây. Mấy cái này hình như đào được dầu á. Mới tồ hả? Mình thấy nó vàng á. À, được dầu đây nè. Hình như là hai cục nó dính lẹo lại với nhau đó. À đúng rồi nè. Cục mê tờ sẵn tiện thì mình sẽ đập luôn cục mê tờ luôn. Đây, đào một mớ nhiều đem về để dành sử dụng luôn. Quá trường có đất luôn á chứ. Trong kia dài trong kia cũng có mê tờ nữa nè. Giờ mình nghĩ. Ê. Trời. Tự nhiên ba cái dèo xuống dưới vậy. Đúng rồi, trong này mấy cái quặng nè ha. Sa bơ đồ nữa. Có bọ nữa. Trong này quặng dầu nè. Mấy cái này thì mê tờ quá. Còn mấy đen nè như quặng dầu nè. Trong này thì có mấy sa bơ cũng bình thường á. Cái gì đây? À, golem. Golem này là nguyên tố á. Golem nguyên tố hệ điện, lightning. Ngoài này vậy có con rồng ánh sáng nữa ha. Cái già cũng hấp dẫn dữ á. Rồi mình sẽ về trước đã. Vậy là mình cũng đã đủ phần nguyên liệu rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cố gắng trong tập ngày hôm nay thu phục con Titan á. Con Titan đó là mình thấy nó có cơ chế tiến hóa nữa. Tiến hóa của nó công thức cũng dễ, nhưng mà để thu phục được em nó thì không dễ chút nào hết á. Mình cần phải đi farm tùm lum tùm la đồ hết á. Đây thì mình sẽ tách cái này ra đi. Bỏ trong này cho nó nấu thêm anh. Bên đây thì thêm một cái nữa đi. Đó, cho nó nấu thêm dần dần mới tàu cho mình. Chọn trong này thì hút một cái. Đó,
cuối cùng thì cũng đã đủ. Với lại mình sẵn mình sẽ làm thêm dầu nữa. Máy đó thì cần phải có dầu nữa đó. Thốt 10 cái cho mày để nấu đi. 10 cái là ra được 100 cái á. Tài mệt luôn. Đại ơi, cuối cùng thì cũng đã có. Mình sẽ đặt nó phía bên ngoài đi. Đây. Này căn cứ tạm thôi anh. Sau này phải dời đi. Đây rồi, đây rồi. Để xem coi trong này có dầu chưa. Sắp sửa anh. Có dầu là có. Bữa nay mình lọc qua nè bạn. Mình lọc ra một đống đồ, mấy cái đồ nè, cuốc sẻn đồ đó. Mình lựa ra những cái món đồ mà có phần trăm đam xịn á, mình giữ lại để mình sử dụng. Quăng hết vô trong này luôn rồi. Đồ của mình ha. Đồ mình trên người chắc mình phải cất tạm phía bên đây đi ha. Đó, bên đây mình cất vô, lát mình sẽ lấy ra cho dễ. Còn đây là mình sẽ hút ra hết, bỏ vô máy nghiền nè. Đó, quăng hết vô máy nghiền để chuẩn bị. Nghiền ra thôi. Full slot luôn hả? Chà chả. Nhiều đồ quá, lụm dây chai tích góp bữa giờ. Hơi nhiều. Và phía bên đây thì đã có được cho mình dầu rồi nè. Rồi, bỏ vào phía bên đây để phải lấy một cái ra. Sau đó có slot bỏ vô. Bật lên một cái. Nghiền on một phát. 5.000. Trời, mấy cái phần máu ensign này quá chừng quá đất anh. Nghiền được cái get ọt đồ đó luôn nè. Nghiền thêm một lần nữa chắc sẽ nghiền cái này ra ha. Cho nên nghiền vậy được rồi. Và thêm cái này cái. Nghiền đúng món đồ mình cần thiết đi. Đó, có được thêm. Và bên đây thì vẫn còn nữa. Cho nên là mình sẽ lấy ra để bỏ ở phía bên đây. Nếu bây giờ mình nghiền thêm một lần nữa là mấy cái này nó cũng sẽ nghiền ra luôn nè. Cái này Naco thì mình sẽ cũng sẽ lấy ra luôn cho để nó nghiền ra luôn không. Rồi sau đó nghiền một lần nữa. Đó, rồi lại bỏ phía bên đây đi. Bên đây giống như một cái rương chứa đi anh. Rương chứa với 300 slot. Rồi, vậy là bây giờ mình có thể chế tạo được cái yên cửi. Yên cửi con Titan này đó. Titan thì nó có nhiều loại lắm nha. Titan Alpha nè. Titan cao cấp hơn Alpha nữa là cái con gì á. Rồi cái con mình đang cần là con Badass. Cho nên mình sẽ chế tạo cái Badass đi. Đó, dứt một cái. Giờ tiến quá, hình như là tiến quá lên Alpha. Sau đó tiến quá lên một lần nữa hay sao á. Vậy là hàng gì nó có ba cái yên cửi á. Mình thấy trong phần tiếng quá là lên Alpha. Vậy sao phải lên Alpha, chắc chắn là cái này rồi. Cái này cần có đầu Baronter với là Get Off đồ cái kiểu anh. Còn bên đây cần có Meter thôi. Và cái mình cần đây rồi. Mình sẽ lấy theo cái đồ của mình nãy có cái trong này những cái. Chắc mũi tên, đồ thứ, đồ heo thôi được rồi. Còn lại để nghiền nữa nè. Quá chừng anh. Đây rồi, em nói nằm ngủ bê mỏ ở tập trước đây. Bây giờ thì gắn vô một cái dứt. Ủa sao kỳ vậy? Ủa bình thường là nó phải trở thành đệ tử của mình luôn chứ. Theo như cái con của Vanilla là nó phải trở thành đệ tử. Con này gắn yên cửi vô thì nó chỉ hiện cái yên cửi ra thôi, nhưng mà phần tem minh của nó vẫn không hoạt động. What? Ủa vậy là yên cửi vẫn không tem được à? Kiếp bồ thì nó cũng không chịu ăn nha. Thịt đùi lần trước rồi, ở tập trước mình cũng đã thử nghiệm bỏ vô nó cũng không ăn. Bây giờ chỉ còn có cái baby food á. Cái loại thức ăn mà 914 cái kìa các bạn. Để coi cái baby food đó mình có chế tạo được không. Barbie. À đây mấy cái thức ăn đặc biệt nè, Barbie đồ nè. Đây cục thịt này nè. Cục thịt này cần có cái chem để chế tạo ăn. Nó cần hình như là cần có 10 cái á, 10 cái thịt bình thường thôi là tạo ra được. Ây da. Cứ tưởng là bỏ vô là nó sẽ trở thành đệ tử của mình giống như Titan Vanilla chứ. Không được à. Bấm cái anh. Mình về với căn cứ một phát các bạn. Để mình chế tạo ra cái chem mình làm thịt đặc biệt thử xem coi. Em nó có chịu ăn vô không nha. Chứ cái cách là lắp yên cửi vô là coi như là fail rồi đó. Cái chem thì được chế tạo trong này nè. Đây. Chi phí cũng rẻ ha. 50 meter với cái đầu đô nhỏ thôi là được. Chiếc một cái xem coi được không. Đây tắm nè. Tắm một cái để đây luôn đi. Đó. À trong này. Đây cục thịt này nè. Hút một cái, mình sẽ hút 100 cái đi. Này thì cũng dễ anh à, bỏ thịt bình thường vô thôi là được. Con này có thịt bình thường nè. Mình cứ quăng vô cho nó thôi. Có những miếng thịt đầu tiên baby food. Đó mình sẽ đem ba miếng này qua bển thử xem ha. Bỏ người nó, nếu mà cái timing nó bắt đầu hoạt động á thì sẽ thành công, còn không hoạt động thì phải nghiên cứu tìm cách khác nữa. Hay là nó ăn berry á. Cái con này nghi nó ăn cỏ lắm. Mà ống dòm hình như nó không hiển thị đúng hay sao á.
bỏ trong này thử không? Còn nó ăn cái này, à cái này cũng tính là được thịt đùi luôn hay sao á? Nhưng mà cái timing của nó thì không hoạt động á. Nó vẫn yêu cầu là mình bỏ bỏ đồ ăn vô inventory nè. Ây chà. Không được, không được. Để xem mình bỏ lại thịt mấy cái thịt này vô luôn thử không? Như thịt cá nè. Thịt cá coi như là không được. Còn thịt bình thường á thì chắc chắn là không được rồi. Thịt đùi thì bỏ vô thì cũng không được luôn. Nó chỉ ăn là tạo ra cái trứng này thôi. Còn cái cục thịt này mình bỏ vô á thì nếu mà được thì nó đã bắt đầu tăng lên rồi á. Trong khi cái ống dèm nó lại yêu cầu là ăn kiếp bồ hoặc là yên chuỗi hay là được. Hay là mình chế tạo thêm một cái yên của vanilla nữa đi. Thử luôn á. Đây, về căn cứ đi. Yên titan badass gắn vô được nhưng mà không được. Còn cái yên của vanilla thì nghi quá, nghi chắc cũng không được luôn á. Ta cứ chế thử cái ăn. Vanilla thì mình sẽ chế tạo ở phía bên đây nè. Một cái thôi. Trời ơi, thiếu xi măng nữa hả? 600 xi măng nữa. Ai da. 600, 600. Ok, để cho nó chế thôi. Khó dữ ăn, cứ tưởng là gắn vô là lụm rồi chứ ai ngờ. Phía bên đây thì đang chế thêm cho mình nè. Thôi cứ kệ để cho nó chế đi anh. Chế dần 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 lên. 600 xi măng. Cái này thì thôi là nó chế cũng nhanh á. Chắc mình sẽ làm thêm một cái đi để cho nó chế tạo nhanh hơn nữa. Hút một phát dứt luôn, để dành sử dụng cho sau này luôn cũng được. Mình sẽ để nó ngay chỗ này đi, cất cất nó vô trong góc á. Ấm thêm 600 cái nữa rồi chờ thôi. Ở trong lúc đó thì mình sẽ học cái súng lưới luôn các bạn. Cây cây nét súng lưới, học cái đạn lưới trước đi. Đạn lưới này thì nó bị cấn gì á. Học cái hammer trước đi, chắc dính cái hammer á. Hammer này cũng học không được luôn, vậy là phải học cây long nét trước, học theo thứ tự á. Nó không có học tự động cho mình. Cái lông thì cần phải có gunpowder. Ok. Ôi, gunpowder có loại xịn hơn nữa hả? Giờ có biết luôn á. Chưa có chế. Còn cây harbor thì chắc là dướng cây lông nét rồi. À đúng rồi nè. Nét một phát. Đó. Trời ơi. Hơi bị lằng ngoằng luôn á. Trong này thì mình sẽ chế tạo cây harbor một cái. Đạn lưới thì chế tạo trực tiếp trong người của mình thôi. Quất 20 mũi đi. Dứt luôn. Ngon lành, ngon lành. Trong lúc mà mình đang chờ đợi cho nó chế tạo xi măng đó các bạn, để mình chế tạo cái yên của con Titan á, thì mình mới vừa nghiên cứu được là cần phải có cái magic. Đây cái magic là à, cái này nè các bạn. Đây cái cục để có thể sử dụng để tem được cái con kiểu như con Titan á. Mình tính chế tạo cái yên của Vanilla nhưng mà chưa chế. Thì mình nghiên cứu được ăn. Cái đó thì được chế tạo ở phía bên đây này, đây đây cái này nè. Hút vô một cái anh. Kiếp bò Golden hả? Rồi 100 cái kiếp bồ ra đền mới đủ. Thiếu thiếu 18 cái nữa hả? Ây da. Bên tủ lạnh này của mình đang có tám mấy cái nè. Với tám mấy cái này thì à cộng tám mấy cái này giờ mới thiếu 18 á chứ. Vậy là phải đi săn thêm rồi. Mình sẽ quay trở lại chỗ cũ một cái đi ăn. Chỗ con Titan một cái. Mình sẽ qua phía đó để mình săn mấy con God hoặc là săn mấy con Alpha bên đó đó. Nó cho mình nhiều mấy cái kiếp bồ lắm. Đây có gót luôn nè. Dạ gót này căng quá vậy. Ui 800 mấy là ha. 880 ngàn máu. Thôi 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 thôi. Red hả? Nhìn màu đỏ tưởng đâu hơi lửa ăn. Nhìn chiến ghê luôn á. Bên đây có con Allosaurus. À con này mình chơi được. Đánh mấy con này cũng được. Mấy con hơi Rim ăn. Rim thì một loại cao cấp rồi. Đây có con này dòng cái. Sau đó thì sử dụng tới đồ đồ của mình thôi. Xuống mình phụt lửa cho nó dài quá. Cắn con gì á, lụm luôn. Ồ, cho một cái. Ok, lụm. Được cho đành kiếp bồ gì không? Được cái nào không vậy? Trời không được cái nào luôn á. Trên này hay có mấy con ngựa lắm. Bên kia mình thấy có con gì đỏ đỏ lên đó. Hình như con ngựa thì phải. Ờ đúng rồi, cái gì nữa, nó nè. Đây đánh con Ankylo hả? Một lửa cho một cái. Đúng một phát, 19 cái. Ngon. Đó. Hồi nãy mình thiếu 18 cái đâu. Có 19 cái luôn. Sẵn đây thì mình tìm thêm, mình farm thêm nữa đây. Trên này thì có Obsidian nè. Bên kia thì có vừa Obsidian mà vừa có cả Crystal luôn nữa. Đây rồi. Phút. Một cái. Con này tính ra nó còn ghê gớm hơn cả cái con ngựa nữa.
Ngựa thì chỉ là alpha thôi, còn con này là con hệ hệ bóng ma. Con này giống như kiểu mini boss để farm nguyên liệu nè. Đó. Sau đó thì có rớt túi đồ không? Có rớt túi đồ nhưng mà hút một cái. Ơi không có. Cùi dưới này vẫn còn một con gót nữa nè. Ồ, gót dưới này còn cùi hơn nữa. Vậy là mình xuống luôn, xuống luôn, xuống luôn. Nhảy một cái, e là sớm đấy anh. E là trễ quá, nó rớt tính đam nữa. Dính trưởng, đốt thêm một phát nữa. Rồi, em nó đã ra đi. Hút một cái thôi. Đó, được thêm hai cái nữa anh. Thì con gót thì lại không được nhiều lắm. Đây nữa hả? 40 nhào vô thì xử em nó luôn. Lầm hết. Còn bây giờ thì mình sẽ bỏ kiếp bò trong này nữa. Là hút vô một cái, đó đủ luôn, giúp. Ngon lành, còn ba cái nữa. Ba cái này sẽ bỏ vô trong cái tủ này ăn. Tủ này sẽ giữ lâu lắm luôn á. Sử dụng được lâu lắm. Và dần dần chế thật cái này. Qua với anh bển mình sử dụng thôi. Nãy thì mình đang chế tạo thêm trong này xi măng nữa nè. Xi măng, ủa? Xi măng đâu hết rồi? What? À nó hút vào phía bên đây hả? Vậy là hai cái này nó hút qua hút lại ăn. Kết quả là chế tạo được có một cái à. Mà đây thì sắp sửa cũng đã có. Bèn ngon lành. Lên đường, lên đường. Bỏ vô. Sau đó mình sẽ lấy đồ ra hết đi ăn. Dứt một cái nè. Đó. Vậy nó mới chịu đó các bạn. Em nó đã trở thành đi tử của mình. Ôi cưỡi nè. Do là có yên cưỡi sẵn đó. Nếu mà không có yên cưỡi thì ồ vẫn cưỡi được luôn hả? Vậy là tính đâu cần chế tạo yên cưỡi ăn. Có yên cưỡi cộng thêm được 200 giáp nữa. Giúp cho em nó cứng cáp hơn. Con này tạm thời mình sẽ cất vô một cái đi. Mày dữ quá vậy. Đó, cất vô một cái. Bỏ đánh dấu với em này một phát để mình đi thử chiêu cái. Quay đầu. Trời trời, hai đại ca dưới nữa hả? Thôi, né hai đại ca đó ra đi. Trời, hai đại ca dưới luôn rồi. Hai đại ca ác chiến quá vậy. Từ từ đại ca ơi, em chưa luyện cấp. Mình sẽ chạy tới dưới này để mình tìm chỗ mình luyện cấp tới đã. Thấy con túi đồ mà không dám lụm. Thôi đại ca bỏ rồi, mình sẽ qua phía bên đây để mình lụm túi đồ một cái. Hình như có con tay robot hệ lửa nè. Đúng không? À đây. Dứt một cái chuột phải. Ui trái kìa. What? Cái gì vậy? Trái, nó đánh mình trái chứ không phải mình đánh nó trái. Mình đánh thường là được 9.000 dam nè. Chuột phải thôi. Chuột phải cũng 9.000 dam nè. Chiêu C. Chiêu C cũng 9.000 dam luôn. Nói chung con này là toàn là những cái chiêu mà đánh theo kiểu dư chấn nè. Chiêu X à. Chiêu X không có nè. Chiêu C là dặm. Chuột phải là... À chuột phải là dặm chân sau. Q R O Shift Control A L T không có ăn. Vậy có chiêu C. C là dặm ở trước. Đánh thường cũng dặm ở trước luôn. Chuột phải thì dặm ở phía đằng sau. Vậy là chỉ đánh thường là đánh ở trước ăn. Còn chuột phải đánh ở phía đằng sau. Như trường hợp như vậy nè. Dặm một cái 11.000 dam. Chuột phải một cái ăn. Ra phía đằng sau. Nếu mà trước mặt mình dặm luôn thì wow, cái khoảng cách kiểu chi dư chấn của nó đó, rộng dữ lắm luôn. Đánh nó tuốt phía đằng trước luôn á. Mà sao con này không lên cấp? À con này giống kiểu Titan của Vanilla. Không có luyện cấp được cho em nó hay sao á. Ui, đánh quá trời đánh mà không lên level không. Ơi không điểm kinh nghiệm nè. Vậy phải chờ để này nó tăng tuổi lên. Cho nó ăn thịt này nè. Tăng lên 60 tuổi ăn. Cộng với mấy cái máu máu cổ đại với lại máu xanh xanh. Với lại cái đầu con Dodo. Dodo nhỏ 5 cái thôi là được. Dễ á. Về mình hút vô là lụm á mà. Tưởng đâu luyện cấp được chứ ai nhờ luyện không được á. Con này tiến quá lên nó sẽ thành cái con gọi là Alpha Titan ha. Mình sẽ cho em nó về với căn cứ luôn cái. Mình sẽ sử dụng cái số trứng của cái con Dodo có được đó các bạn. Sau đó mình sẽ sử dụng cơ chế mình hút qua giống như kiểu mod Eternal xem có được không nha. Ví dụ như con Dodo Badass của mình đang có trứng trong này nè. Ôi hết trứng luôn hả? Ủa mình nhớ là nó tăng lên 6 mấy cái trứng luôn rồi đó. À vậy là mình mỗi lần mình ẩn nó vô trong remote anh sẽ bị mất hết cái trứng luôn. Vậy phải chờ đợi cho nó tạo trứng lại rồi. Nếu mà trong đây có một cái đó mình hút vô thì nó. Vậy là nó cũng đã tính luôn cái phần ở phía bên đây nè. 4 cái cộng với lại phía bên đây một cái nữa. Cho nên nó thiếu 55 cái. 55 cái trứng nó thôi là đủ ăn. Ở chờ đợi rồi. Và bây giờ thì mình cũng đã có súng lưới ăn. Cho nên đi bắt con cần cờ nữa đã. Để hai cho con chuồn chuồn của mình luôn. Đây, chuồn chuồn đây. Quay trở lại với bên sa mạc nữa ha. Vàng mình sẽ làm luôn cái bàn dịch chuyển luôn chứ để quên nè.
Âm 2 không biết có thiếu cái phần mạch điện không đây. Một cái thôi. Trời, thiếu mạch điện, thiếu crystal nữa anh. Crystal mình sử dụng hết luôn rồi. Mạch điện 23 cái. Sẵn thì mình sẽ làm trước cái mạch điện đi. À, 50 cái luôn em, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đó, được luôn nè. Rồi, có như thiếu crystal nữa đó không. Sẵn thì mình sẽ qua bên sa mạc coi có, mình đào luôn á. Dưới này mấy đại ca dưới này lẫn quẩn ở dưới á. Nó 400.000 tu vô à. Sợ mình đánh không đủ máu thôi chứ. Đây lấy te robot của mình ra phía bên ngoài ăn. Ta đã sử dụng súng lưới để mình bắn nó. Dính không đây? Ồ xanh. Rồi dính rồi. Nhờ chưa. Cắn thường một cái. Cắn thường được 18. Cắn thường sau đó mình bắn phụ vô. Ui gắn tới. Cắn luôn. Ui rắn này trâu dữ không. Ok. Dồn tới tấp luôn cũng được. Ta đã yếu máu đi. Sau đó mình sẽ tóm xuống lưới thêm một lần nữa. Lại cứ bắn thêm vô, bòi thêm vô. Mình canh như ngay đầu mình nã thêm vô. Bây giờ mình sợ nó yếu máu quá, cái bắt đầu nó hoảng sợ, nó bỏ chạy luôn. Cái mình không có tóm xuống lưới nó được nữa đó. Cho nên để chờ đợi tuần 2 ha. Tuần 2 cái bắt đầu mình sẽ dồn luôn. Hay bây giờ mình dồn luôn được đó chứ. Đúng không? Mười mấy giây nè. Dồn luôn, tới tấp luôn. Máu đủ không đây? Ooh, 6.000 máu. Trời ơi, một phát nữa là nó chết luôn á. Cũng hên là vừa đủ y luôn. 22 cái kiếp bầu Garden. What? Bây giờ đâu có đủ đâu. Còn 4 cái à. Trời ơi. Bánh kem nữa hả? 40 mấy cái bánh kem. Baby food 500 mấy. Garden vẫn là một cái lựa chọn dễ nhất hơn. Không biết có ăn Garden không đây. Nhiều khi ống dạng nó không có chính xác đâu. Giống như con Titan đó bạn. Nó ghi là ăn cái Garden kiếp bồ nhưng mà cuối cùng bỏ vô không ăn. Bỏ yên cửa vô cũng không được luôn ăn. Mình phải đi lên trên mạng để mình tìm kiếm thông tin á. Mình mới biết được nó ăn cái Magic á. Quất vô phát là em nó trở thành đệ tử của mình. Bây giờ mình sẽ đi tìm mấy con ngựa đi ha. Để mấy con ngựa Alpha rồi đó. Nó cho mình nhiều mấy cái Garden kiếp bồ lắm. Để mấy con đỏ đỏ này nè. Alpha này dễ chơi nè. Được á. Vô mình dứt cái á. Cốc này vô ha. Sau đó sử dụng tới Badass Odoret. Yếu máu luôn hả. Em này thì đang có máu trên người nè. Uống vô một cái. Vô mình lùa con này luôn một phát đây. Ủa lửa một phát. Đó 19 cái luôn. Ngon. 19 cái cộng với trong người của mình nữa là hai mấy cái luôn rồi. Được. Sẵn ở phía bên đây mình thấy con ngựa nè. Ngựa với lại con đô đô luôn. 80. Thấy con Alpha này dễ ăn. Cứ Alpha mình dứt thôi. Chạy đi đâu không biết nữa. Cống hiến đi mà. Ê ôi. Ủa cho một cái. Cắn thường combo vô. Lẫm 19 cái nữa kìa. Hình như mặc định là một con 19 cái. Một con 19 cái thì sao á. Cho đều ghê luôn. Bên đây mình vẫn còn thấy một con Alpha nữa. Đâu rồi không biết nữa. Ngựa Alpha đâu rồi. À đây. Phía bên này nè. Ồ cho một phát. Để đó cắn tới tấp. Đó. Ngon lành. Con này thì Terobus bình thường thử luôn. Mình thấy có khói trên này chắc là núi lửa chứ gì nữa. Đó có lửa luôn nè. Ở đây Crystal quá chừng có đất luôn á. Ôi trời. Đây này sao thấy bình yên quá anh. Phải không phải. Có cái hiệu ứng gì đây nè. À con Golem. Hèn gì mình thấy hiệu ứng nghi á. Còn cái đó mình leo xuống chứ nó giả mình chắc đi quá. Đây mình sẽ lấy cái cây gút của mình đi. Ủa. À đây. Ủa sao lại Obsidian. Cái gì vậy. Ủa lạ vậy. À đây nè. Trời ơi. Nhiều ảo giác quá vậy nè. Đây đúng Obsidian nè. Coi là gần con đó ghê quá. Cục này nó. Nó là Obsidian chứ không phải là Crystal quá. Nhìn cứ tưởng đâu Crystal. Bên đây mới đúng nè. Bên đây đúng nữa nè. Em nó đang nằm phê pha. Bây giờ thì chỉ cần bỏ vô cho em nó thôi. Ui con này cũng có tiếng quá luôn nè hân. Ok. 22 cái thôi là xong.
Nhìn nó nằm nè, bắt đi giao diện ha, nhìn cho đẹp. Trời ơi, nằm bơi luôn mà. Nhìn nó phơi pha dữ lắm. Đó, tăng lên, tăng lên. Con này thì đang giảm phút sẵn ha. Ủa, mình ăn nó no lên luôn kìa. Rồi, có cái bình tem mình cho nó uống vô ha. Bình này là uống vô cho ngủ thêm nè, không biết có giảm phút không, mình sẽ uống thử một cái anh. À, có luôn. Đúng rồi, giảm cái hunger xuống. Đó, lại đói nữa đó. Nó sẽ ăn nhanh hơn. Nãy mình bỏ như 21, 22 cái gì đó. Chắc đủ ăn. Tính ra con này mình bắt vừa đủ đam luôn à. Đó, ui vừa đủ y luôn á. Phải không? Còn dư cái nào không? Hết luôn rồi. Con này cũng ăn ăn thịt đùi luôn hả? Ăn thịt đùi để tiến hóa và công thức tiến hóa của nó cũng dễ ăn. Cũng cần phải có 60 tuổi mới được. Rồi con này cũng cần yên cưỡi mới cưỡi được hả? Ây chà. Không cưỡi liền được. Vậy thì mình sẽ cho nó về với căn cứ của mình luôn một cái đó. Để coi, nghiên cứu mình chế tạo yên cưỡi cho con này luôn. Vậy là cứ để cho nó ăn dần dần và tiến hóa cho em nó thôi. Đâu đó coi, nó tên là Vu phải không? Vu một phát. À đây, yên cưỡi nó đây nè. Đâu đâu quay vành nè, hên quá yên đó. Cái đầu đó mình có. Đầu đâu đâu quay vành hình như mình có trong này nè, 5 cái nè. Mà để trong này hút ra chắc được. Yên cưỡi nó đây nè, nhìn giống yên cưỡi con rồng quá vậy. Đó, nhứt 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 nhứt. Đầu quá trời đầu luôn. Mình sẽ cất ở trong này. Đâu đâu quay vành cũng có nè. Chiếc bồ mình bỏ trong này cho nó lâu hơn đi. Mấy cái thực phẩm mình cứ cất cất ở trong này. Đó, mấy cái hương hư đó, cất ở trong này là lâu hư lắm. Rồi ở phía bên đây thì có chưa? Có luôn, có luôn. Con này thì bao nhiêu rồi? Hút một cái thử đi. Ủa sao lại thiếu thêm nữa rồi? À, do là mình ẩn con đâu đâu vô. Trời ơi, đi tới đi lui mình ẩn con đâu đâu vô là nó sẽ bị mất hết luôn. Trời ơi, thì cái tình luôn á. Bên đây nãy giờ thì sắp sửa được một cái nè. Lâu dữ vậy. Sao không thấy nó tăng lên nha. Nó đầy full ống luôn mà không tăng lên. Vậy phải chờ con này tạo cho nó ha. Để cho nó tiến quá hả. Đây thì mình sẽ gắn yên cửa vô một cái. Đó, con này có được một cái nè. Bây giờ thì tắt đi cái phần đánh dấu cái. Chưa luyện cấp hết, mình thấy nó bay hơi chậm nè. Con này thì vừa bay vừa sử dụng súng không được. Rồi, ơi, con này chắc phải chỉ để ồ, đánh một phát 5.000 đam hả? Chụp phải ơi. XCQRO Shift Control. Ôi, không có chiêu. Con này chưa có chiêu. Chắc là chưa tiến quá cho nên chưa có chiêu hay sao á. Chỉ có cắn thường ha. Được cái là tấn công mà đam cao lắm. Và con này chế tạo cái này nhanh dữ à. Ờ, mình có thể sử dụng con này để chế tạo cho con kia sử dụng luôn cũng được. Con này tạo ra hơi nhanh á. Nhanh hơn con Titan á. Giờ trong này mình sẽ thử lại cái coi. Con này mình được cái là có thể vừa ba vừa tấn công được chứ không như chuồn chuồn á. Chuồn chuồn thì được cái là vừa ba vừa bắn được súng lưới với lại bắn được cung đồ nữa. Lên chút đam cái nè. Sau đó thì 7.000 đam. Nói chung đam cũng trung bình thôi chứ cũng không dạng mạnh lắm. Nếu mà nó tiến quá lên nó sẽ lên thành cái con Alpha hả? À, lên Alpha sau đó thì không biết là có thể lên tiếp được nữa không, nhưng mà thấy có cấp độ Alpha rồi đó. Còn cái yên cưỡi này của nó thì cái yên cưỡi nó ghi là Badass Alpha với lại một cái loại cao cấp hơn là Extin gì đó các bạn. Ây da, vậy là có thể tiến hóa được theo cái thông tin với cái yên cưỡi á. Là chắc có thể tiến hóa được 2 lần nữa hăng. Và dạng Badass 1 nè, dạng Alpha là 2, còn dạng cao cấp nữa là 3 lần. Tính là 3 dạng luôn á. Tiến hóa 2 lần nhưng 3 dạng hăng. Wow, món lần này quá trời cái công thức tiến quá luôn. Mình đi luyện cấp cho em kênh của mình nãy giờ đó bạn. Thì em nó đánh cũng được 20,000 đam một hit rồi. Với lại tốc độ lên được 300% thôi. Bay cũng khá là nhanh á. Đi bộ đi nhanh lắm các bạn. Bay thì cũng bây giờ nhanh lắm rồi. Và quay trở lại con Titan xem coi đủ chưa không. Kênh của mình thì nó cũng tạo ra được 20 cái trứng nè các bạn. Ê, và mình được cái gì cơ? Phai. Ủa? Ở đâu qua được cái này vậy? Ủa mình đánh mình không để ý luôn á. Ồ, được thêm cái water nữa nè. À, cái này là để tiến hóa cho cái con con phía bên đây nè bạn, con đô nhỏ của mình nè. Nhưng mà cần tới tận 5 cái lận. Mình đánh hồi nãy đánh ở dưới kia nó nổ đùng á. Không biết là từ con nào luôn á. Nãy lo luyện cấp không để ý. Vậy là mình có được 2 cái này á. Cứ mỗi một loại 5 cái là mình có thể tiến hóa được một loại nguyên tố nè. Ngon, vậy là thiếu 4 cái nữa thôi. Còn ở phía bên đây thì con Titan này hút một cái xem coi.
Đủ chưa? Ồ thiếu 3 cái nữa thôi hả? Ừ, Titan cũng được 16 cái anh. Cộng giờ mà phía bên đây vô nữa. Vậy là cái này xong, bên đây thì xong, còn cái con kền kền của mình thì có luôn nữa là đủ luôn á. Mình sẽ ưu tiên cho cái Titan trước đi không? Còn kền kền thì chắc là tiến quá sao đi. Kền kền thì ngộ một cái là mỗi lần mình leo xuống là nó cứ đi đâu á. Nó không có đứng im được. Mình phải leo xuống và mình bấm cho nó đứng im ngay lập tức anh. Ví dụ để phía bên đây sau đó thì đó hít sáo cho đứng im liền anh. Thì nó mới chịu đứng im chứ không nó chạy lung tung lên hết á. Con này mình cũng sẽ sắp xếp cho nó ngay ngắn lại luôn á. Còn đây thì đủ chưa, đủ chưa? À đủ rồi nè. Dứt một cái sau đó lấy hết nguyên liệu ra. Mình sẽ thử bỏ một cục đá trong này thử một cái ăn. Xem coi sau khi tiến hóa xong có bị mất không. Còn yên cưỡi mình sẽ lấy lại nè. Xem coi cơ chế tiến hóa của cái mod lần này nó ra làm sao ha. Mà cái con này nó nhỏ mà nó ỉa ra cục phân gì bự dưới nè. Mình lâm cục phân vô một cái ha. Phân này để bón cho cây chắc là mệt nghỉ luôn á. Sẽ cất trong cái tủ lạnh luôn ha. Đại bảo quản bảo quản. Wow có cơ chế tiến hóa rồi nè. À giống y kiểu của ETN đồ ha. Cơ chế tiến hóa của mấy con mấy mod kia cũng vậy á. Tạo ra một cái quả cầu năng lượng. Có tên của bên mod trong này nữa nè. Dạ dạ. Nghe nhạc dập dình dữ vậy nè. Không biết là có bản quyền không đây. Mà nghe dập dình dữ lắm luôn. Biểu tượng của mod lần này là con hình con ngựa. Ờ cũng con ngựa luôn nè. Ngựa này chắc ngựa alpha rồi hay sao á. Đây ôi tiến hóa xong. Wow gì ghê vậy. Có bị mất đồ không? À bị mất cục đá rồi. Nếu mình bỏ đá vô. Ôi bây giờ sử dụng yên cưỡi này không được nữa. Vậy là lên alpha nó phải sử dụng yên của alpha. Đây mình sẽ chế tạo cái yên. Yên alpha là yên. À yên màu xanh này nè. Dứt một cái. Ok. Vậy cất yên này vô á. Yên này chắc để dành cho những con sao nữa. Còn cái yên này là yên alpha. Vậy sau này lên cấp nữa là phải tiến quá bằng cái yên này nè. Con này thì đúng rồi, còn tiến hóa được nữa nè các bạn. Trời ơi, tiến hóa lần thứ hai là cần tới tầm 150 cái trứng ăn. Cái xương nữa ha. À, xương thì chắc pha mấy con khủng long xương rồi. Mấy cái ọt đồ ăn, 150 tuổi á. 150 cái trứng tương ứng với 150 tuổi thì em nó mới có thể tiến hóa lên được cấp độ tiếp theo. Còn trong này thì đây. Yên màu xanh lá, đúng rồi. Gắn vô. Thử sức mạnh của em nó một phát. Ôi con này lên cấp nè. Ôi con nãy không có luyện cấp được nhưng mà con này thì luyện cấp được. Đâu. Thử một cái ơi. Ui cái sàn của nó cũng bự hơn nữa nè. Nhưng mà mình hình như là không có đứng lên trên này được á. À, sàn ảo à. Đi tới đây thì ui đi tới đây rớt. À bị ảo thôi. Nhìn thấy nó bự ha nhưng mà sàn ảo á. Tưởng đâu sàn thật xây nhà trên này luôn. Đánh hờ một cái nè. 5.500 ha. Chụp phải là dậm chân sau. Còn chiêu ít không chó chiêu C. À chiêu C dậm chân trước không. Vậy là chiêu nó cũng vậy à. Nó không có thay đổi nhiều. Phải bỏ thêm thịt vô trong này á. Tại nó cần tới tận 150 tuổi lận. Phải chờ đợi cho nó lớn lên dần á. Rồi được cái tăng kích thước từ nhỏ cho nên là nó lớn lên thì nó sẽ bự hơn. Còn lên cấp độ tiếp theo nữa thì không biết nó bự cỡ nào á. Lúc đầu có chút xíu à. Thì dậm cho một cái chuột phải thôi. Chuột phải cũng 5.500 không. Khi mà mình chưa cộng gì hết. Bây giờ mình sẽ lên cho nó sức mạnh một cái nè. Xem sau khi cộng xong thì nó lên được những gì ha. Đây chuột phải một cái nè. 10.000 đam. Ngay phía đằng sau. Dậm cho một cái. Thêm một cái nữa nè. Con này xây đầu nhanh như vậy. What cái gì vậy. Đây bấm một cái là xây lại liền luôn á. Con này xây đầu xịn thật sự. Dứt cho một cái. Dứt cho một cái. Ra đó thì lên 3 điểm à. Con này được cái có chiêu AOE rộng cho nên là farm nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho mình á. Cứ đứng gần gần đám đông mình. Dậm cho một cái. Chuột phải. Dậm cho một cái. Đánh thì gãy cây nhưng mà không có farm được. Cộng thêm một chiến binh mới. Tiếp tục vô sức mạnh à. Hồi nãy mình có mấy cái bình XP đây nè mà quên cho nó uống vô á. Đây trong này nè. XP kích thước lớn luôn này nhiều lắm. Cứ lấy uống vô để mình sử dụng thôi. Đây qua phía bên đây mình đánh một vài con là nó sẽ lên cấp nhiều lắm. Quên mất tiêu luôn á. Đây đập cho một cái. Papaya ra sợ quá hả. Trời ơi sợ quá bỏ chạy.
Đánh xong thì lên được bao nhiêu đây? Trời ơi, 100 mấy này các bạn. Phải vậy chứ. 300 luôn không? 300 luôn cho đi cho nhanh đi. Rồi, lên sức mạnh, lên sức mạnh nha. Còn lên máu thì sao đây? Wow, anh siêu tăng cơ á, được á chứ. Cứ dồn sức mạnh cho em là vừa tăng vừa làm chiến binh luôn cũng được. Cho nó uống cái bình máu vô một cái anh. Bình máu này để thanh công cụ của mình thì nó lại không uống được. Uống được thì tiện quá. Thì e ra một cái. E vô. Rồi, dậm cho một cái. Ui, 113.000 đam. Xịn, xịn, xịn. Ui, ở phía đằng sau thì dậm chuột phải anh. Phía đằng trước thì dậm chuột trái. Con này cho xuống nước luôn. Bay luôn á chứ. Thôi 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 thôi, được rồi được rồi. Rồi dứt xuống đây là có thể hoành hành bá đạo dưới nước được luôn. Con này vừa mạnh mà vừa xây đầu nhanh nữa, tính ra nó cơ động á. Đây nè, xây đầu một cái là quay liền luôn á, quay mòng mòng tại chỗ luôn nữa. Con này phải chi cái yên cưỡi của nó mà yên thật á, nó dài ở phía đằng trước, nó dài ở phía bên hông mày luôn á, thì nó được tới đây là hết ha. Bỏ chi nó dài thêm chút xíu nữa là mình có thể xây dựng căn cứ di động trên người của em nó ăn. Nâng máu cho nó nhiều nhiều xíu là thành căn cứ di động luôn á. Này chắc phải nghiên cứu á, nghiên cứu á. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn thu phục được cành cành á. Nhưng mà phải chờ đợi cho nó có thêm nguyên liệu á. Bốn mấy cái nữa ăn, bốn mấy tuổi nữa thì mới có thể tiến hóa được cho em nó lên cấp độ thành alpha luôn. Trong tập ngày hôm nay thì cũng hên là mình tìm được cách để thu phục được con này ăn. Thế là tiến hóa thành công được em nó từ phiên bản nhỏ trở thành phiên bản khổng lồ rồi, và sau này em nó cũng có thể tiến hóa được thêm nữa các bạn, nhưng mà tốn hơi nhiều nguyên liệu luôn á. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết series ADK thì cho mình xin một like phía dưới video để mình biết các bạn thích, mình làm tiếp cho các bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.